Phương Ngân, Hương Giang, Ngọc Huyền, leave your camera on. Mở cam lên. Cảm ơn không được ạ. À, cô biết rồi, Hương Ly thì cô biết rồi nha, nhưng mà những bạn còn lại thì mở cam lên nha. Cảm À, ơn. cái bài tập hôm trước mà cô ra ấy, sao cô chỉ thấy bạn Ngọc Huyền làm và nộp nhỉ? Cái app của con nó bị hỏng nên con không chỉnh được cô ạ. Nó cứ to chứ to, siêu to khổng lồ luôn. Thế thì Nhưng Hương Giang và Vân Đông thì sao? con Hương Giang có nộp mà cô. Thế à? Hay là thầy Giang chưa duyệt bài ạ? À? Cái này thì cô không có biết, bởi vì là khi mà cô vào cái C1 ý thì không thấy, nhưng mà sau đó cô thấy là bạn Ngọc Huyền nộp bài của lớp C1, nhưng mà khi mà mình nộp bài lên thì chỉ để C1 thôi nha. Để là hashtag và C1 thôi nha. Ok. Phương Ngân và Hương Giang sao chưa mở cam lên các con Ngọc Huyền? Con Hương Giang bật cam rồi mà cố. Why I cannot see your face here? Sao cô không thấy cái gương mặt của con ở trên cái thiệp này nhỉ? Con cũng không thấy luôn. Con chỉ thấy mỗi cô với Ngọc Huyền mở. Ừ, sao thế nhỉ? Cái con ngồi cao lên thử để cái mặt của mình nó gặp cái cam ý. Tí cô đổi thành cái scene khác. Cái lá thu này. Chúng ta hai hai Hương Giang đây rồi này. Mà cô vẫn thích cái thiệp hơn. Okay, everyone leave your camera on. Ok, bây giờ thì cô sẽ đó. Cô sẽ share cái màn hình phần bài tập về nhà và chúng ta sẽ đến với phần chữa bài nha. Yeah, Ok, very good. Okay, let's see my screen. Okay, do you see my screen? Do you see my screen? Thì con đã thấy cái màn hình của chị Yes, rồi. I Okay, very good. Okay, so Hương Giang nào? Hương Giang nào? Con đọc cái đề của bài 1 và dịch nghĩa cho cô nào. Look and match the sentences. Underline what, where, and what with it. ED đúng không? Look and match the sentences nghĩa là gì? Con Nhìn thưa vào cô là nhìn và đối nối câu đúng các không? câu lại. Và underline gạch chân cái chữ was were, không phải là where nha, were, was were, và những cái từ có cái đuôi ED. Có. Okay, very good. Vậy thì bạn Hương Giang nào? Hương Giang có thể làm câu 2 cho cô được không? Con nhìn vào cái tranh thứ hai và con làm cho cô Go. không? Oh, hi. Hi Hoàng Anh. Bây giờ chúng ta đang chữa bài nha các con. Hương Giang nào, number 2. Cái gì con? Ba thiết bị đấy à cô? Tôi bảo Cô đây là không. lớp 3 lớp 1. Hoàng Anh chú ý im lặng nha.
Khi nào cô gọi đến thì con nói nha. Ok. Hương Giang nào, Hương Giang làm cho cô nào. My mom usually cooks breakfast. Mẹ tôi thường nấu buổi sáng đúng không? Vậy thì cái hình thứ hai này chúng ta sẽ nối cái câu này với câu nào nào? Hương Giang ơi, anh there? Hương Giang. Ok, Con Hương đây Giang. ạ. Ok, Hương Giang nào làm cho cô câu này nào. Câu 2. My mom usually Con thưa cooks breakfast. cô. Con thưa cô là năm và chưa còn nối với câu gì ạ? Việt But yesterday my grandpa cooked it. Very good. Cô nối nào. Very good. Number 2 sẽ nối với D đúng không? Rồi bây giờ chúng ta phải gạch chân chữ was, were và cái đuôi ed. Con có thể chỉ cho cô được không? Cái chữ nào có đuôi ed ở đây? Còn cho cô chữ có đuôi ED là cook ạ. Cook. Rồi, chữ cooked. Đó, đây là chữ nấu ăn đúng không? Đây. Vậy thì khi mà chúng ta làm những cái câu này thì các con cố gắng nhớ như cái gì nhỉ, gọi là cái hình thức ở quá khứ của những cái động từ này nha, để sau này mình dùng. Ok, very good. Number 3, Hương Ly nào. Number 3, Hương Ly. Hương Ly, are you there? Hương Ly, can you hear me? Có cái để các cái dụng cụ kiểu như các cái giơ tay để ấy đấy, con không nhìn thấy, có kéo lùi xuống cho con. Giờ thế nào con? Thì con là các cái camera với cái mic với các cái ứng dụng nó ấy trên trước mặt con không nhìn rõ cô. Nó cứ bị che đi. Nó bị che đi à? Vâng. Bây giờ con thấy chưa? Rồi ạ. Ok, very good. Vậy câu thứ ba chúng ta phải nói cái gì nào? We usually walk to school. Chúng tôi thường đi bộ đến trường. Nhưng mà hôm qua thì như thế nào? 3B, 3B. 3B. Ok, very good. Nhìn vào trên hình thì chúng ta thấy là đi khám bác sĩ đúng không? Vậy thì cái này sẽ là 3B. But yesterday we walked to the doctors. Khi mà con thấy cái the doctors rồi có cái phẩy S này là sở hữu cách, là cái gì đó của bác sĩ, mà khi mà viết như thế này ý, thì chúng ta phải tự hiểu rằng là nơi của bác sĩ đúng không? Bệnh viện hoặc là phòng khám của bác sĩ đúng không? Tương tự là có những cái chữ như là the dentist là nha khoa này, rồi là the chemist. Đúng không? Còn pharmacist đó. Các con tự hiểu rằng đây nghĩa là phòng khám bác sĩ. Okay. So, Hương Ly, can you tell me words with ED? Hương Ly ơi. But yes. Okay. Chữ nào nhỉ? Chữ nào là cái chữ mà có đuôi ED? Worked. Wow. Cái worked. Đó, very good. Đó, thầy các con nhớ nha, chữ walk này cũng là một cái động từ mà. Động từ thường, đúng không? Động từ theo quy tắc ấy. Ok, very good. Number 4. Khánh Ngọc, are you there? Khánh Ngọc, are you there? Khánh Ngọc ơi. Bạn Khánh Ngọc trong không ở trong lớp ạ. À, thế à? Để cô coi lại nào. Phương Ngân nào. Phương Ngân, number 4, Phương Ngân. Phương Ngân, are you there? Phương Ngân ơi, con có nghe cô nói gì không, Phương Ngân? Phương Ngân ơi, no, she's not here.
Phương Ngân không à? Ngọc Huyền à? Em thích cô 4 này. Y. Câu 4 là Y. Y. Ok. Ok, very good. I'm usually well, but yesterday I was ill. Rồi vậy thì bây giờ con phải gạch chân chữ nào? Gạch chân chữ nào? Was. Was, đúng không? Yes. Đây, chữ was này là cái động từ to be, quá khứ bất quy tắc của chữ am. Đó, nhớ nha, con nhớ nha. Ok, number 5, Hoàng Anh nào. Number 5, Hoàng Anh nào. Teacher, I usually work, go to school, but yesterday we were at home all day. Big. Okay, very good. I usually go to school, but yesterday we were at home all day. Rồi Hoàng Anh nói bây giờ chúng ta phải gạch chân chữ gì? Which word we need to underline? Hoàng Anh, can con you thì con là gọi gạch chân từ word. Đúng rồi, chữ word đúng không? À, vậy thì khi gạch chân chữ word thì chúng ta có thể nhớ được rằng là cái chữ word này là động từ quá khứ của chữ không có của chữ are nha. Ok, very good. Number 6, Hương Ly. À, Phương Ngân. Phương Ngân, are you there? Phương Ngân đã vào, đã nghe chưa? Chưa à? Vậy Hương Ly nào. Hương Ly number 6. Me. Phương Ngân đó là đúng không? Em Ngọc Huyền ạ. Six class usually play starts out in school, but yesterday I played the chess with my grandpa. Okay, very good. So which word we need to underline? Gạch chân chữ played. Đúng rồi, played. Đúng không? Gạch chân chữ played. Đó, vậy thì chúng ta có thể nhớ rằng là cái chữ play này là động từ quá khứ của chữ play đúng không? Đây là một động từ thường. Đó. Regular verb. Okay, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bài này. So now number 2. Ngọc Huyền nào number 2. Câu 2 là gì? Em thưa cô, câu 2 là dây. Dây đúng không? Em biết làm câu 3 thôi ạ. Em biết làm câu 3 thôi à? Dạ. À, vậy câu 2 có bạn nào giúp bạn Ngọc Huyền được không? Hoàng Anh nào. Hoàng Anh đi cô. Câu number 2, Hoàng Anh ơi chú ý vào bài giảng whoa, nha. Whoa. Đúng rồi, very good. Các con đều phải nhớ nha. Cái động từ were. Let's see, động từ were. Were và was là cái động từ to be ở quá khứ của chữ is và are. Was là của is mà were là của are đúng không? Thì ở đây cái chữ they. They là số nhiều. Vì vậy đi với chủ ngữ they thì động từ to be sẽ là are ở hiện tại và ở quá khứ là were. Yeah. After the game, they were hungry. Hungry nghĩa là gì ạ con? What does hungry mean? Đói ạ. Đói ạ. Hỏi đói đúng không? Vậy thì bây giờ Ngọc Huyền làm cái câu nào? Number 3, Ngọc Huyền. Ba là had. Very good. They had their lunch at the park. Vậy thì cái chữ had này là cái động từ quá khứ bất quy tắc của chữ have. Đó, very good, là có cái gì. Ok, number 4, Phương Ngân. Phương Ngân, are you there? No. Hương Giang. Number 4, Hương Giang. Number 4, con chọn con gì là was. After lunch,
Very good. Jamie thì là một người đúng không? Vậy thì động từ to be của ở quá khứ của danh từ số it thì sẽ là was ở quá khứ nha. Very good. Tired. Tired là gì ạ con? Là mệt ạ. Ok, very good. Tired là cảm giác cảm thấy mệt mỏi đúng không? Okay, now number five, let's see, Ngọc Huyền nào. Number five là what? Number five mà con, đó là number six, sorry. À. Five là gì? Em ra tay nhầm ạ. Em ra tay nhầm đúng không? À, vậy thì có bạn nào có thể giúp cô không nào? Thanh Thảo nào? Thanh Thảo, can you hear me? Thanh Thảo ơi, các bạn đâu rồi nhỉ? Sao cô gọi mà không có được nhỉ? Thanh Thảo, are you there? Thanh Thảo không à? Mà bởi vì là cô gọi mãi không được nên là cô sẽ điểm danh một tí nha. Khi mà cô gọi đến tên các con thì các con trả lời cho cô nha. Đầu tiên là Hoàng Anh. Hoàng Anh, are you there? Yes, teacher! Hương Ly, can you hear? Ok, Ngọc Huyền. Yes, teacher. Phương Ngân ơi. Dạ, cô. Đây nha, bởi vì nãy giờ cô gọi bạn Phương Ngân không có được. Hay Thanh Thảo, are you there? Tại loa con nhỏ quá, con nghe được cô. Con cố gắng nha. Thanh Thảo, are you there? Hương Giang. Yes. Okay, very good. Vậy thì bây giờ bạn Phương Ngân nào, Phương Ngân làm câu 5 cho cô nào. Number 5, Phương Ngân. Dạ. Yeah. Phương Ngân đang làm gì bên kia vậy nhỉ? Sao ồn vậy? Cô ơi. Loa nhỏ quá không nghe được cô. Number 5. Con nghe chưa con? Các bạn còn lại đều nghe bình thường đúng không? Các bạn còn lại đều nghe bình thường đúng không các con? Yes. Okay, Hương Giang nào, Hương Giang làm câu 5 cho cô nào. Con cho cô là câu nào cô không biết ạ. Không biết à? Ok. Vậy thì cái này thì cô sẽ giúp các con nha. Number 5, they finish their lunch. Nhưng mà cái này là ở quá khứ, vì vậy là phải thêm đuôi ed. Thêm đuôi ed ở sau chữ finished. Là finished. Đó. Cái chữ finish này là một động từ thường, đúng không? Nó không phải là động từ bất quy tắc, nên là chỉ cần thêm đuôi ed thôi. Finish nghĩa là gì các con? What does finish mean? Finish nghĩa là gì? Con cho cô là đích. Finish. Đúng rồi, very good. Finish là hoàn thành. Ví dụ như cô là xong. Cô ơi, con có một cái này. Có thể finish là xong. Đúng rồi. Finish nữa. Là... Okay. Còn nó có nhiều nghĩa cô ạ. Đúng rồi, nó có rất là nhiều nghĩa đúng không? Nhưng mà nghĩa ở đây trong bài này là hoàn thành đúng không? Hoàn thành cái bữa trưa, ăn xong bữa trưa ấy. Ok, number 6. Ai nhỉ? Hương Ly là number 6. Hương Ly ơi, are you there? Yes. Hay number 6? Run and walk. Walked, đúng không? Chúng ta thêm đây ed. Đúng rồi, very good. Walk là cái động từ thường đúng không? Vậy chúng ta chỉ cần thêm đuôi ed. Ok, number 7. Seven, Ngọc Huyền nào.
And thưa cô là has. Very good. Had a shower. Chúng ta có một cái cụm là have a shower là đi tắm nha. Have a shower. Đây cái cụm này này. Have a shower là đi tắm. Okay, very good. Number 8. Hương Giang. Number 8. Hương Giang, are you there? I don't know. You don't know? Ngọc Huyền nào? Ngọc Huyền có vẻ biết đúng không? Vâng ạ. Là washed. Washed. Washed, đúng không? Chúng ta chỉ cần thêm đuôi. À, không biết nha. Chúng ta sẽ thêm đuôi. ED ạ. Đúng rồi. Chúng ta sẽ thêm đuôi ED ở sau chữ washed. Là gội đầu đúng không? Wash hair. Gội đầu. Okay, number 9. Thanh Thảo nào? Thanh Thảo, are you there? Thanh Thảo ơi! Yes! Okay, Thanh Thảo làm cho cô câu 9 nào? Then he... Watched. Watched, đúng không? Chúng ta thêm đuôi. Đuôi gì? Dạ, ED. Thanh Thảo ơi! Đúng rồi, chúng ta thêm đuôi ED, đúng không? Watched. Đó. Number 10, let's see. Thanh Thảo làm câu Hoàng Anh làm câu 10 cho cô nào. Hoàng Anh nào. Tidied. Tidied. Can you spell it for me? Tidied. Can you spell it? D I D Y. No. D D D for I, E, E and D. Very good. Đó, chữ tidy này chúng ta sẽ đổi cái đuôi y dài thành y ngắn rồi mới thêm ed. Cái này nằm trong cái phần quy tắc mà cô đã dạy cho các em rồi đúng không? Thì toàn bộ câu chuyện này là kể về ngày thứ bảy của Jamie, Jamie's Saturday. Thì tất cả những cái này là kể về những cái hành động xảy những cái hành động ở trong quá khứ của Jamie đúng không? Vì vậy toàn đoạn văn này chúng ta sẽ đều dùng thì quá khứ đơn. Vì vậy sau khi làm xong cái đoạn văn này thì chúng ta phải rút ra được rằng là quá khứ đơn là để gì? Là để miêu tả những cái chuyện mà xảy ra và kết thúc ở trong quá khứ. Thế ngoài ra thì bởi vì là cái phần động từ thường và động từ bất quy tắc thì chúng ta phải phải học, phải ghi nhớ chứ nó không có quy tắc đúng không? Vì vậy thì khi mà làm đây thì các con cố gắng ghi nhớ những cái động từ bất quy tắc là động từ to be, have đúng không? Còn những cái động từ có quy tắc, cái động từ thường sẽ là finish, sẽ là walk, sẽ là wash, là watch và tidy. Và các con ghi nhớ là khi mà mình làm bài thì phải chú ý đến cái cách thêm đuôi ed cho động từ thường, đúng không? Giống như chữ tidy này thì chúng ta phải đổi chữ y dài thành y ngắn rồi mới thêm ed. Ok, nhớ nha. Thấy is it kind of is it easy to understand? Can you understand? Các con có hiểu cô nói gì không? Có hiểu không? Yes, teacher. Hương Giang ơi. Hương Giang. Hương Giang ơi. Hello. I think she's sleeping. Hương Giang ơi, everyone leave your camera on. Tất cả mở cam lên cho cô nha. Hương Giang ơi. I think she's sleeping. Hương Giang ơi. No, she isn't. Con nãy giờ đang ngủ à? Hương Giang ơi. Can you hear me? Ôi, sao các bạn cô gọi không trả lời nhỉ? Hương Giang ơi, mở mic lên nói chuyện với cô con. Cô không nghe gì cả.
Okay. Okay, very good. Đó. Rồi. Cô nãy cô hỏi là các con có hiểu bài chưa? Các con có hiểu không? Do you understand? Ngọc Huyền nào? Ngọc Huyền có hiểu không? Okay, yes, very... I got it. Okay. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với bài này. Lesson 3, number 1. Bây giờ cái bài 1 này thì cô yêu cầu tất cả các bạn đánh cái phần... Thôi, cái phần này chúng ta sẽ để cho number 2. Hey, vậy thì bài 1 thì đầu tiên là Friday. Friday thì cô xin mời bạn Hương Ly nào. Hương Ly nào. Friday thì Sonia làm cái gì? What did Sonia do on Friday? Hương Ly ơi, như thế, Ngọc Huyền nào, thôi Ngọc Huyền làm cho cô nào. I don't know. Ok, vậy Ngọc Huyền làm cho cô nào. Không biết ạ. Ngọc Huyền cũng không biết à? Không ạ. No one knows. Hey, bây giờ để cô đọc nào. Đầu tiên là it was Sonia's birthday last Saturday. Vậy thì last Saturday là sinh nhật của Sonia, đây đây là phần example. 4 days ago, 4 ngày trước, she had her party and it was great fun. Ngọc, đây là con sẽ gạch chân những cái chữ mà động từ quá khứ là had này. Cô ấy có bữa tiệc và it was, nó rất là vui. 2 days ago, she played in a basketball game, chơi một trò chơi. Chơi bóng rổ đúng không? Ở trường. Yesterday, hôm qua, she was at school. Cô ấy was. Đây, cái này động to be ở quá khứ này. And last night, she had dinner. Đây, ăn bữa tối. In a restaurant with her family. Today, she's tired but happy. Oh, vậy thì cái Friday này thì nó sẽ không có nằm trong cái phần này. Đúng không? Bởi vì cái... Đúng rồi, cái diary này nó sẽ bắt đầu từ Saturday. Thế Sunday nào? Sunday Hương Ly làm cho cô Sunday nào? What is Sonia do on Sunday? On last Sunday. Hương Ly, are you there? Con chưa biết à? Ở đây thì không phải là ngày nào cũng sẽ có cái lịch trình nha. Vậy thì cô hỏi con là Sonia có ghi cô ấy làm việc gì ở Sunday vào trong cái nhật ký không? Không ạ. Không đúng không? Vậy thì con bảo cô là bạn Sonia không có ghi vào đúng không? Okay, so how about Monday? Monday thì bạn Sonia làm cái gì? What did she do on Monday? What did she do on Monday? Hương Ly? Hương Ly? Thôi, Hương Ly không biết à? Không có bạn nào biết à? Ngọc Huyền nào? Ngọc Huyền làm cho cô nào? Monday nào? Sonia had her party. Đúng rồi, Monday thì cô ấy có một cái party. Đó, đây, đúng không? 4 days ago, này, hôm nay là thứ 6, vậy thì 4 ngày trước thứ 6 thì sẽ là 1, 2, 3, 4, đúng không? Vậy thì Monday là she had her party and it was great fun, đó, very good. À, vậy bây giờ bạn, Sĩ Phương Ngân ơi, can you hear me, Phương Ngân?
Phương Ân ơi, can you hear me? Nope. Hoàng Anh nào? Like this. Look at me. My answer is this. So you send your answer in the chat box? Teacher, 2 days ago, it's in this. 2 days ago is Wednesday. He played basketball in teacher. He played basketball in Wednesday. Okay, very good. 2 days ago, 2 ngày trước hôm nay là 2 ngày trước thứ sáu thì sẽ là thứ tư đúng không? Vậy thì Wednesday she played in a basketball game at school. Okay, and yesterday bạn nào nào? Thanh Thảo nào? Thanh Thảo ơi. Can you hear me? Yes. Okay, Thanh Thảo nào. Yesterday tức là Thursday. Vậy Thursday thì bạn sẽ làm cái gì? See one at home. School. She was at school. She was at school. Và còn cái gì nữa nhỉ? Yesterday thì ngoài cái việc ở trường thì cô ấy còn như thế nào? Cô ấy còn dinner in a restaurant with her family. Had dinner in a restaurant. Okay, very good. Đó. Vậy thì cách mà để các con xem thời gian á thì các con phải đầu tiên là xác định được cái ngày mà mình nói là hôm nào. Ví dụ như là cô bảo là hôm nay thứ tư đúng không, thì cô bảo là 2 ngày nữa thì chúng ta sẽ học tiếp, là 2 ngày nữa thì là thứ sáu đúng không. Còn nếu như mà hôm nay là thứ sáu thì cô bảo là 2 hôm trước chúng ta vừa mới học cái gì, thì 2 hôm trước là thứ tư đó. Thì đầu tiên là các con phải xác định cái mốc thời gian mà các con đang ở hiện tại đúng không, rồi các con mới có thể xác định cái mốc quá khứ so với hiện tại đó. Ví dụ cô bảo là hôm qua là ngày cuối cùng của tháng 11 đúng không, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 12 đó. Okay, so now number 2. Cái này thì cô chỉ cần các con viết cho cô một câu là yesterday. Where were you at yesterday? Where were you at yesterday? Tất cả con viết cái câu where were you at yesterday. Ví dụ như cô bảo là I was at home yesterday. Cô ở nhà hôm qua, đúng không? Thì bây giờ các con có thể viết một mẫu câu như vậy vào cái phần chat của lớp cho cô không? Tất cả nhắn vào nào. Ví dụ như là cô nhắn là đây example của cô nha. Hả? I was at home yesterday. Vậy thì hôm qua con như thế nào? Con nhắn vào phần box chat cho cô nha. Đó, tất cả các bạn nhắn vào đi. Oh, Ngọc Huyền ơi, viết chữ school yesterday cho cô với. Hả, cô thấy bài của bạn Ngọc Huyền này, của Hoàng Anh thì đang đánh này. Yesterday I was at school because it's the Tuesday. Con sửa lại được chưa cô? Okay, very good. Đúng không? Very good.
Ok, bây giờ cô mới chỉ thấy bạn Ngọc Huyền và bạn Hoàng Anh thôi. Các con gửi cái phần đó vào cho cô nào. Ok, I was at concert with my cousin yesterday. Very good. Oh, you make such a long sentence. Oh, câu rất là dài, rất là đầy đủ đúng không? Có cả ở đâu với ai luôn. Very good. Rồi các bạn mạnh dạn lên nào, nhắn vào phần box chat cho cô nào. Và cô nhắc lại là lần sau các con làm bài tập ý, thì phải gửi vào nhóm Facebook với cái hashtag là cái dấu thăng ý, là hashtag là C1 nha. Chỉ cần là C1 thôi. Thanh Thảo, I was at my friend's house yesterday morning. Very good. Thời gian nó rất là chuẩn chỉ luôn đúng không? Có cả buổi nào hôm qua luôn. Very good. Những bạn khác còn lại thì đâu rồi nhỉ? Hương Ly này, Phương Ngân này, Thanh ở hồi Hương Ly, Phương Ngân. Cô con đang đánh. Ok, very good. Thiếu dấu chấm à? Không sao đâu. Nhưng mà khi đi thi thì chúng ta phải chú ý cái mặt hình thức là phải đầy đủ nha. Hương Ly là I was at the park yesterday. Ok, very good. Phương Ngân nào, Phương Ngân ơi. Can you hear me, Phương Ngân? I don't know if you can hear me or not. Phương Ngân ơi. Con đây cô. Hoàng Anh ơi, đây là chúng ta thường nói là yeah, văn nói láo và báo nói thêm mà con, đúng không? Chúng ta chỉ đặt để biết cách dùng những cái câu này thôi, đúng không? Không nhất thiết là mình phải nói sự thật, đúng không? Không nhất thiết là mình phải nói thật. Ôi, Phương Ân bị out rồi này, chắc là mạng kém lắm. Ok. Phương Ân ơi. Is your Wi-Fi stable? Wi-Fi nhà con có ổn định không, Phương Ân? À, mày bị nọt. Ok, vậy thì sau khi chữa cái phần bài tập về nhà và ôn tập cái bài mới thì bây giờ chúng ta sẽ nghe cái bài hát này. Không, bài hát này thì bây giờ cô sẽ cho các con nghe và tập đọc theo nó nha. Chúng ta sẽ có hai lượt nghe, sau đó thì cô sẽ gọi khoảng hai bạn tập đọc cái bài này và sau đó thì cái phần này sẽ trở thành cái bài tập về nhà của các con. Ok. Cái nhạc nó bị sao ấy nhỉ? Các con có nghe cô nói rõ không? Yes. Ok, yes. Good. Bây giờ cô sẽ bật lại cái phần âm thanh cho các con một tí. Không, nãy giờ học rồi mình giải trí một tí bằng âm nhạc nha. Yes, I like listening to music. Ok, very good. Đầy đủ luôn nha, like cùng phúc in, very good. Tiếng Anh là DCD. Đó, đó là mẫu câu đúng nha, like cùng phúc in là có sở thích làm gì. Listening 13. Listen and sing. Đó, what a busy week it is. Can you hear the sound? Yes. Okay, very good. Yes. I went to the cinema last night, last night, last night. I went to the cinema last night. What a busy week it is. It was my birthday yesterday. Yesterday, yesterday, it was my birthday yesterday. What a busy
2 days ago, 2 days ago, 2 days ago, I had a party 2 days ago. What a busy week it is. And today my friends are coming to play, coming to play, coming to play. And today my friends are coming to play. What a busy week it is. Love that music. No, this music is kind of make you feel more dynamic. Okay, so now I'll let you listen again, and then I will call to you know. One more time. Okay, one more time. One more time. Listening 13. Listen and sing. What a busy week it is. It was my birthday yesterday, yesterday, yesterday. It was my birthday yesterday. What a busy week it is. I had a party 2 days ago, 2 days ago, 2 days ago. I had a party 2 days ago. What a busy week it is. Tình nguyện có thể hát hoặc là đọc lại bài này không? Anyone? Raise your hand if you want to. Hey, Hoàng Anh nào? Con đọc được. I like it. Không. Last night. I went to Elena's last night. What a busy week is it? I went on yesterday, yesterday. What a busy week is it? No, you cannot sing like that. Con phải nói rõ chữ chứ. Okay. Bây giờ cô mời bạn khác nào. Một bạn khác đọc rõ ràng cho cô nghe nào. Có bạn nào không? Không bạn nào à? Ok, vậy thì bây cô, giờ... Cô, con chỉ đọc được thôi. Ok, that's fine. Yes. Ok, Hương Ly nào, Hương Ly đọc bài này cho cô nghe nào. What a busy week it is. Ờ, con đọc nào. I was to the cinema last night. I went to the cinema last night. It was my birthday yesterday. I had a party 2 days ago. And today my friends are coming today and play. Coming to play. And today my friends are coming to play. What a busy week it is. It is. Ok, rất là tự tin rồi nha. Nhưng mà
Con có thể đọc chậm 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 rãi thôi, đúng không? Miễn là mình đọc rõ và đúng là được. Ok, có bạn nào muốn giống bạn Hương Ly không? Có bạn nào muốn đọc lại một lần cho cả lớp nghe không? Cô mời nhá. Oh, Hương Giang này, very good. Hương Giang nào. What a busy week it is. Okay. Busy. Busy. Okay, busy. Busy. Busy là gì ạ con? Busy là bận nha. Busy là bận rộn. Đó. Một cái tuần thật là bận rộn. Đó. Con đọc tiếp cho cô nghe nào. I went to the cinema last night. I went to the cinema last night. What a busy week it is. It was my birthday yesterday. I had a party two days ago. And today my friends are coming to play. And today my friends are coming to play. What a busy week it is. Very good pronunciation. Đó, đọc rất là chuẩn rồi nha, rất là tự tin, rất là hay rồi. Okay, very good. Okay, vậy thì bây giờ nếu như mà không có bạn nào, không có bạn nào muốn đọc lại bài này nữa thì cô sẽ đi sơ qua cái bài này nha. Đầu tiên thì khi đọc cái bài này thì chúng ta sẽ thấy đầu tiên là chữ went, chữ busy, và chữ went. Cinema. Đó. Today. Today thì chúng ta sẽ dùng are coming. Đó. Thì cô sẽ nhắc lại rằng là went này là động từ quá khứ của chữ go. Đó. Chữ go này là một động từ bất quy tắc nha. Đó. Khi mình đưa về quá khứ thì nó sẽ là went. Cinema. Cinema là rạp chiếu phim. Busy. Busy là bận rộn. Bận rộn. Đó, bận rộn. Đó, còn ở đây nha. Ôi, cô viết gì vậy? Bận đó. Còn today, khi mà mình thấy cái chữ today này thì nó là dấu hiệu nhận biết của cái thì hiện tại. Hiện tại tiếp diễn đúng không? Thì đây mình sẽ dùng to be cộng với verb in. Đó. Mình sẽ cộng với to be. Đó. Cộng với verb in. Very good. Đó. To be cộng với verb in. Đó. Đó là tất cả những gì trong cái bài này đúng không? Vậy thì về nhà, cô nhắc trước trước cái bài tập về nhà nha, là khi mà về nhà thì các con sẽ quay video và đọc lại cái bài này cho cô, hoặc là hát đều được nha. Nhưng mà các con hãy đổi cái hành động ở trong cái hành động của cái nhân vật này thành của bản thân mình. Đó. Nha, các con có thể đổi cái hành động ở trong cái đoạn văn này thành của bản thân mình. Ok, do you understand? Các con có hiểu chưa? Có hiểu yêu cầu của cô không? Các con hiểu không? Cô, nếu mà viết về bản thân mình thì cô làm mẫu cho con một mẫu. Có thể viết bài văn được không cô? Văn à? Viết thành một đoạn luôn đi cô. Ok, that's fine. Tùy vào các con nha. Thì cô sẽ cho cái bài tập về nhà là như vậy. Cái bài này thì đến thứ thế nào nhỉ? Thứ tư tuần sau thì mình mới thu nhá. Bởi vì là thầy Giang có bảo với cô rằng là trong tuần thì mình học 2 buổi, thì cái buổi cuối cùng trong tuần thì mình mới ra bài tập về nhà để cho các con có thời gian làm đúng không? Bởi vì là mình còn có rất là nhiều lớp học thêm, rồi lớp ở trên trường. Với cả tuần này có thử thách phát âm cô ạ. Đó, vì vậy nên là cái này cô nói trước như vậy. Nhưng mà đến thứ tư tuần sau là một tuần nữa, 7 ngày nữa thì chúng ta mới chữa cái bài này đúng không? Nên là các con có thể
viết thành cái đọc, có thể đọc một đoạn văn này, cũng có thể đọc cái bài hát này này, hoặc là hát cái bài này này, đúng không? Thì cái việc mà sửa cái này thành hành động của các con thì cũng tùy nha. Nếu như mà các con muốn có một cái phiên bản riêng mình thì mình đổi, okay? Ví dụ như bây giờ cô bảo là I went to the supermarket last night. I went to the supermarket last night. What a busy week it is. It was my friend's birthday yesterday. She launched a party 2 days ago. And today, my cousins are studying with me. And today, my cousins are studying with me. What a busy week it is. Đó, thì đó là một cái phiên bản mà cô làm mẫu cho các con, đúng không? Đó, các con có thể thay đổi những cái hành động tùy theo sở thích của mình thôi, chứ nó không hề khó nhá. Các con có hiểu chưa? Yes. Ok. Không hiểu thì phải nói cô nha. Ok. À cô ơi cô, thế nếu mà mình không đổi thì mình có thể quay video đọc hay hát lại cái bài này không cô? Có thể nha. Yes, teacher. Ok, very good. Ở đây là mình luyện cái phát âm cũng như là cách dùng cái thì quá khứ. Nên là cái việc đổi hay không thì cái đó cũng tùy các con có sắp xếp được thời gian hay không. Nhưng mà cô vẫn khuyến khích là các con tạo nó thành một cái phiên bản của riêng mình nhá. Ok, vậy thì khi mà học cái thì quá khứ đơn thì cô biết rằng là các con rất là mông lung về cái phần động từ, là khi nào thì mình thêm đuôi ed, khi nào thì mình đổi nó thành cái này cái kia, đúng không? Vậy thì bây giờ cô sẽ share màn hình cái phần Kahoot và chúng ta sẽ cùng học những cái động từ mà chúng ta hay gặp nhất ở trong đời sống, đúng không? Ở khi mà làm bài này, trong cuộc sống này, đúng không? Thì chúng ta nhớ những cái cơ bản nhất, những cái động từ cơ bản nhất là cách đưa về quá khứ là mình sẽ thêm đuôi ed, hay là mình sẽ đưa về động từ bất quy tắc bằng cách nào, được không? Ok. Do you hear me? Các con có nghe cô nói gì không? Yes, I can. Okay. Bây giờ cô sẽ share cái màn hình. Có mật khẩu không cô? Con vào rồi. Không, không có con nha. Cái này thì cô sẽ share màn hình thôi. Bởi vì là cái việc mà vào ý thì nó sẽ rất là mất thời gian. Vì vậy thì cái phần, cái này là cô dạy qua cái bài dạy mà. Nên là chúng ta sẽ không chơi. Nhưng mà cô đã để dành một cái bài khác chơi đây cho con nha. Cô đã dành nguyên 2 buổi để củng cố cái phần thì này cho con đấy nha, nên là cố gắng học nha. Ok, now play. Các con không cần vào đâu nha, bởi vì cái này là cô dạy là vào nó rất là mất thời gian. Oh, what is it? Wait. Cô đang
Cô cờ con vào luôn rồi. Không cần vào đâu con ơi. Hương Ly không cần vào đâu. Các con không cần vào đâu nha. Dạ. Biết tay mất à? Biết thật không ạ? Cái nhà kia là à, kẻ đấy và thứ ba người ta chiếu. Ai là triệu phú? Hương Ly không cần chơi đâu nha. Nhưng mà con điểm con chơi thì đây. Rồi đầu tiên cái động từ ở quá khứ của chữ cu là gì các con? Rất đã. Là đi đúng không? Vâng ạ. Cái này phải là đít nha. Động từ các con khi mà cô dạy đây thì các con lấy vở, lấy tập ra ghi vào. Bởi vì đây là những cái động từ nó cơ bản nhất. Động từ quá khứ của chữ do thì sẽ là đi. Đúng không? Ghi vào chưa? Ghi vào vở cho cô chưa? Các con đã ghi vào vở chưa? Open your notebook and write down. Mở vở và ghi từ vào nha. Ok, next. Ừ, có bạn Hương Ly làm đúng này. Very good. À, và chữ spend. Cái chữ spend này nghĩa là tiêu. Ví dụ là I spend money on makeup products. Cô để cô tiêu nhiều tiền vào cái gì? Cái đồ trang điểm ý. Spend này có thể là tiêu hoặc là dành. You I spend time on learning. Cô dành thời gian để học bài, đúng không? Vậy thì cái chữ spend này khi mà đưa về quá khứ á, đưa về động từ này về quá khứ thì cái chữ D này sẽ thành chữ T là spent. Spent. Ghi vào vở cho các con. Cô spend là gì thì cô? Spend là tiêu hoặc là dành. À. Đây nha, ví dụ như là cô sẽ ghi cái phần ví dụ này vào đây này, spend này nha. Ví dụ như là spend time on learning thì là dành thời gian, con ghi cái ví dụ vào nha nếu như mà không biết. Ok, thì là dành thời gian học bài đúng không? Hoặc là spend money on products, on makeup products. Đó, thì là tiêu tiền hoặc là dành tiền đấy, tiêu tiền hoặc là dành tiền đó, tiêu tiền cho mỹ phẩm. Đó. Nha. Ghi bài vào nha. Hey, next. Ôi Hương Giang vào. Chữ come. Come đưa về quá khứ thì sẽ là Come đưa về quá khứ thì sẽ là Come. Là came. Đó, những chữ này là những chữ mình rất là hay dùng nhưng mà mình không biết đúng không? Vậy thì bây giờ mở vở ra và ghi từ vào. Đây, các con. Các con nhìn, các con ơi. Đợi cô một tí, cô sẽ share luôn cái màn hình nhá. Cô sẽ share luôn cả cái màn hình của cô để các con có thể nhìn. Đây sẽ là cái cách trình bày. Đây nha, cô sẽ bày hướng dẫn cho các con cái cách trình bày khi mà các con viết vào vở. Thì đầu tiên mình sẽ tạo cái table. How to say that? Đây, table đây rồi. Đó, đầu tiên mình sẽ tạo một cái bảng như thế này. Đó, thì đây mình sẽ ghi là động từ. Động từ
Cái này mình sẽ ghi là verb nguyên thể. Đó, còn cái này là verb quá khứ. Đúng không? Verb quá khứ này, còn cái này là verb nguyên thể. Đó, thì cô sẽ ghi tương tự như nãy giờ là ví dụ như là chữ spend này thì sẽ là thành spend. Đó, đây là cách các con viết vào vở. Đó, nó dễ nhìn và dễ nhớ. Hay come thì thành came. Came đúng không? Động từ to be thì thành was hoặc là were. Do thì thành did. Đó, các con đã hiểu cách viết chưa? Hiểu chưa? Yes. Ok, đó là cách viết để các con dễ nhớ hơn nha. Ok, next. Hai là bạn nào? Where? Huyền. Okay. Where? Chữ mặt. Where? Đưa về quá khứ mình sẽ thành cái gì? Yeah, các con này, đây là những nguyên từ nó rất là đơn giản không? Where đưa về quá khứ thì sẽ là were. Các con đọc theo cô nào? Were. Were. Where were. Chúng ta còn có một cái cột gọi là cột thứ 3 nữa, nhưng mà chúng ta còn lâu mới học đến cái cột đó nha. Nên là khi nào các con thấy cái cột ở cái bảng động từ ở trên internet ý, nếu như mà các con thấy có 3 cột thì đó là chuyện bình thường nha. Bởi vì mình mới chỉ học được 2 cột thôi, nên là cô sẽ chỉ dạy 2 cột thôi. Where, were, đó. Lát nữa cô sẽ gặp bạn đọc lại nha. Next là mặc đúng không? Hates. Ok, cái này là một câu đùa thôi. Love not hate, tức là nói yêu chứ không ghét ý. Ok, các con ghi vào vở nha. Okay, next. Hate thì mình sẽ đổi thành hate. Và talk thì mình đã học nhiều rồi đúng không? Very good. Talk thì mình sẽ đổi thành talk. Đó, để cô ghi chữ hate vào cho con nào. Hate thì mình sẽ đổi thành hated. Đó. Đây là cô ghi của những cái còn talk thì mình sẽ đưa thành taught. Very good. Next. Ride. Ride thì mình có thể ride a horse, a mule hay đi ride a bike. Đi xe đạp đúng không? Okay. Okay, very good. To ride. Ride thì mình sẽ thành wrote. Write thì mình sẽ thành wrote. Ghi từ vào nha. Đấy, next. Vậy thì chữ watch. Đây là một chữ chúng ta đã watch. Đưa về quá khứ sẽ là what. Very good, what. Okay, very good. Three rights. Next, kiss, hôn, hôm, kiss. Thì đưa về quá khứ sẽ là kissed. Okay, very good. Kiss đưa về quá khứ thì sẽ là kissed. Đó, con ghi dần vào nha. Trong lúc cô tạo thêm một cái bảng nữa. Đó. Ok, next. Go. Go thì mình sẽ đổi thành. Go thì mình sẽ đổi thành. Went. Went. Ok, skip.
go thì mình sẽ đổi thành when. Đó, một chữ rất là thân quen đúng không? Go thì mình sẽ đổi thành when. Một chữ T thôi. Okay, next. Make. Make mà đưa về quá khứ thì mình nghĩ gì nhỉ? Thường thì các con sẽ thấy cái chữ là made in China, đúng không? Được sản xuất ở Trung Quốc. Vậy thì đó là chữ made. Đó, đây là chữ made này này. Chưa? Make thì mình sẽ đổi thành made. Các con về nhà cố gắng học thuộc cái bảng này nha. Những cái chữ cơ bản nhất. Okay, next. Walk. Oh, nãy mình đã có rồi mà nhỉ. Cái này cô sẽ skip nha. Mình đã có rồi. Eat. Ăn. Eat. Ăn mà đưa về bảo thì sẽ là ate. Very good. Ăn, eat. Đưa về bảo thứ thì sẽ là ate. Eat. Thành ate. Okay. Next. Kick. Kick là gì? Đá. You kick the ball. Đá vào bóng. Kick sẽ đưa về thành. Hey, kick. Đó, kick là đá. Hay cô sẽ mở ngoặc cái chữ kick ở đây là đá. Là okay, next. Study. Study thì mình đưa về quá khứ sẽ là gì? Sẽ là gì? Studied. Studied. Đó, very good. Nhưng mà có một đúng à? Studied. Cái chữ study này là một động từ thường, đúng không? Thì khi đưa về quá khứ mình thêm đuôi ed. Nhưng mà cái chữ y dài phải đổi thành y ngắn và thêm ed nha. Okay, very good. Next. See. See là nhìn thấy đúng không? Nhìn. See. See đưa về quá khứ sẽ là no wonder, okay? Skip. See đưa về quá khứ sẽ là saw. Đưa về quá khứ thì sẽ là saw. Saw. Saw, các con đọc theo cô đi. Saw. Saw nha, nhớ nha, hiện đọc là saw. Hey, next. Laugh. Cười, laugh. Laugh đưa về quá khứ thì sẽ là laugh. Đây là một chữ, một động từ thường thôi nha. Laugh thì sẽ thành laughed. Cười đúng không? Next. Cry. Chữ khóc. Cry đưa về quá khứ sẽ là cái này nó bị lỗi chính tả nha. Đây chỉ có một chữ cờ thôi. Một chữ cờ thôi nha. Cái này là cry. Cry thì khi mình đưa về quá khứ thì mình sẽ đổi thành y ngắn thêm ed. Đó. Chỉ có một chữ cờ thôi nha. C. Buy. Buy là mua đúng không? Buy là mua thì mua là yesterday I bought a hat. Hat. Hôm qua tôi mua một cái hộp. Vậy thì buy ở quá khứ cũng sẽ là bought. Buy sẽ là bought. Rồi. Tí. Con cố gắng viết vào bảng ấy nha. Đó, buy đưa về quá khứ thì sẽ là bought, là mua. Give. Give là cho.
give, là đưa, là cho, đúng không? She gave me a present, cô ấy tặng cho tôi quà này. My mom gave me a bag. Đó. Give đưa về quá khứ thì sẽ là gave. Give đưa về quá khứ thì sẽ là gave. Đó. Gave. Next. Play. Các con ghi từ vào vở hết đi nha. Mình sau này làm bài sẽ được cần dùng chữ này. Play được gọi nghĩa là played. Hey, played. Bring. Mang cái gì? Đưa cái gì? Bring. Sẽ là như là hay bring thì sẽ là brought, brought, bring, bring thì sẽ là brought, đó, brought. Mà con phải phân biệt cái chữ brought này và chữ bought nha. Bought là mua mà brought là đưa cái gì mang. Cô ơi, cô có thể chụp màn hình lúc nãy cô viết gửi vào chat được không? Cô coi không biết gì. À, cái này thì lát nữa cô sẽ chụp và gửi lại cho các con nha. Nhưng mà bây giờ các con cố gắng ghi đi, ghi kịp từng nào thì mình ghi từng ấy nha. Để về nhà mình đỡ phải ghi hơn, đúng không? Next. Swim. Swim về quá khứ thì sẽ là gì nào? Swam. Swam, ok, very good. Bạn nào vừa đọc rồi đọc bạn nhỉ? Swim thì đưa về quá khứ thì sẽ là swam. Ok, very good. Swim thì mình sẽ thành swam. Đó. Next. Put. Put đưa về quá khứ thì sẽ là gì? Cái này. Put. Ơ coi cô, cái chỗ hình tròn nó viết cái gì vậy cô? Cái gì con? Cái chỗ hình tròn. Hình tròn là cái gì con? À, cái đó họ viết R đấy con. Cái này là put. Put này là một chữ rất là đặc biệt nha. Ví dụ như là cut thì nó cũng giống như put. Đưa về quá khứ thì nó vẫn sẽ là put. Put, put. Dễ nhớ đúng không? Read. Read, read cái đọc sách ý. Đưa về quá khứ cũng viết là read. Nhưng mà mình phải đọc là read. Get đưa về quá khứ thì sẽ là get đưa về quá khứ thì sẽ là got. Get là got. Ví dụ như là I get to my school thì về quá khứ là I got to my school, không? Hoặc là quá khứ là I get, I've got, nhầm cũng nhầm. Okay, next. Open, open là mở. Open và đưa về quá khứ sẽ là open. Đây là một động từ thường, đúng không? Open. Open. Các con có nhận thấy là những chữ này là những chữ rất là bình thường, các con đều học rồi đúng không? Try, cố gắng, thử. Nhiều bây giờ cũng bảo là try, try your best, cố gắng hết sức, đúng không? Thì try đưa về quá khứ sẽ là oh, very good, to write. Try đưa về quá khứ thì giống như cry này, thì mình sẽ đổi y dài thành y ngắn và thêm đưa y đi. Next. Leave. Leave. Leave này thì mình có thể là sống này, hoặc là đúng rồi, sống ấy. Leave là sống, đúng không? Very good. Leave này cũng là một động từ thường ha. Leave thì mình sẽ có sẵn chữ e rồi thì mình chỉ cần thêm đi. Leave. Okay, next. Oh, this is the end. Okay. Tất cả ba bạn rất là, cô rất là thiên dương nha, bởi vì là không cần vào nhưng mà vẫn vào học đúng không? Vẫn học thi. Con có chơi hết không cô?
con. Con có chơi lễ đâu? Con có gì? Con có chơi lễ đâu, lúc con bị mất mạng con toát ra, bây giờ vào không được, con toát ra. Ok, that's fine. Bây giờ cô sẽ gửi cái phần từ vựng này vào chat cho các con nha. Ok, sweet. Ok, what did I do? Page layout. Đó, thì về nhà các con cố gắng học cái bảng này cho cô nha. Bây giờ cô sẽ chụp và gửi vào phần chat cho các con. Đó. Đó. Những cái chữ này có dễ nhớ không các con? Có dễ nhớ không? No. Dễ nhớ không? Không đúng không? Chúng ta có 360, người ta thường nói là 360 động từ bất quy tắc. Tức là phải có 360 từ các con phải nhớ. Ngoài những cái chữ... là những cái động từ thường nha, nên là bây giờ mình học dần đi. Thế với lại đây là đều là những từ mà mình cần dùng đúng không? Đây cái này có thể đó. Các con đã thấy ảnh ở trong phần chat hết chưa? Các con đã thấy ảnh ở trong phần chat chưa? Yes. Ok, very good. Yes. Vậy bây giờ thì cô sẽ cho các con chơi một cái trò chơi. Đây, một cái Kahoot. Các con thấy đây chưa? Để con vào nhé cô. Ok. Bây giờ chúng ta trò này cô sẽ cho phép các con chơi nha. Đúng không? Coi như là cuối giờ thì mình sẽ chơi cái này để củng cố cái kiến thức. Đó. Rồi bây giờ tất cả con vào đi. Thì nó đang load cái game pin. Đó. 3310300. Amy là ai? Amy à? Amy là ai nhỉ? Who's Amy? Amy là ai cô? I don't know. Who's Amy? Who is Amy? Rồi, các bạn vào đi các bạn. Nhưng bạn còn lại đâu rồi? Amy là Ngọc Huyền này cô, hay là Thanh Thảo? Tất cả bạn Huyền vào đi nha. Huyền. Hoàng Anh ơi. Can you hear me, Hoàng Anh?
Con vào dần đi. Các con vào dần đi. Hoàng Anh này, Thanh Thảo. Hoàng Anh, Thanh Thảo ơi, vào đi các con. Em vào rồi cô ạ. Ok, very good. Phương Ân ơi, Phương Ân có vào được không? Có thể là em đi là Thanh Thảo đúng không? Mã pin là gì cô? Cái gì con? Mã pin cô cho xem mã pin con. À, 3310300. Là 3310300 nha. 3310300. Các con vào dần đi. Cô đợi con xíu. Ok. I'm happy to wait. Các con vào đi, sao cô mới chỉ thấy Hương Giang, Amy với Lily nhỉ? Vào đi các con, hurry up. 2 phút nữa nếu như mà không vào được thì cô sẽ cho bắt đầu trò chơi ở nhà. Những bạn còn lại cũng phải ngồi và xem cái màn hình cô share nha. Ok, Thái Ngọc Huyền đây rồi, rất là tốt. Các bạn còn lại vào nhanh đi. I'm waiting for you. Cô ơi, 3 giờ mình chơi á. Ờ, cái gì vậy con? 3 giờ mình chơi. 3 giờ mình chơi. À, bây giờ nha. Ok. Start. Last Sunday we... Cô cho nhiều giây ấy. Nhưng mà khi nào con trả lời hết thì nó sẽ dừng nha. When đúng không? Ôi sao lại go the last Sunday là quá khứ mà đúng không? Và có mình mới cô, cái đó. Chuột con ấy, cái chuột con nó cứ bị phạm. Đang di chuyển đang hàng này nó cứ đủ các kiểu. Nó kiểu như con ma nó di chuyển ấy. Ok, that's fine. That sounds horror. Hey, next. Very good. Tôi không thích đúng không? Giống như là do hoặc là doesn't, don't hoặc là doesn't ở hiện tại đúng không? Thì về quá khứ mình sẽ đổi do hoặc does thành did, và thành là didn't. Okay. Next. The girl that got a very pretty dress yesterday. Mới học luôn này. Very good. Word đúng không? Đó. My brother as a waiter, but now he's a chef. Đó.
Very good. Next. Very good. Các bạn đã biết đổi does và do về did rồi này. I was very good. Okay, visited. Made, very good. Next, go. I'm sorry. My dad. Cái chữ này mình chưa học nhỉ? Drive thì sẽ thành. Drove. Drive thì sẽ thành drove. Còn cái driven này nó ở cột thứ 3 nha. Còn mình đang học cột thứ 2 là drove. Next. I dot dot flowers for my aunt's last Thursday. Okay, I bought. Very good. Last year I dot dot Harry Potter. Cái này cô đã vừa mới xem phim em đúng không? Read thì đưa về quá khứ cũng là read nhưng mà mình lại đọc cũng là này. Read về quá khứ thì vẫn là read nhưng mà cách đọc này là read. Next. Last month my sister write thì mình sẽ đưa về wrote. Cả bốn bạn đều đúng rất là tốt. Okay, I studied very hard, but I... Mà tôi như thế nào? I didn't. Very good. The last one. Very good. Let's see. Congratulations, AP, for the third position. And the winner is... Okay, very good. Được rồi, vậy thì... các con về nhà nhớ học cái bảng động từ lúc nãy và ghi vào vở đầy đủ nha. Okay, so goodbye everyone and bye. Goodbye teacher. Goodbye everyone. Teacher. Okay, you can leave.